Hello, xin chào quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay Suka sẽ giới thiệu với mọi người về chợ đêm Phúc Lộc Thọ ha. Nào mời mọi người cùng đi theo với Suka nè. Let's go. Từ nhà mình đến đây chỉ mất 5 phút thôi. Và bây giờ là 5 giờ 30 chiều. Nhưng mà khu đậu xe đã rất là đông. Đây là bãi đậu xe phía sau của Phúc Lộc Thọ. Mọi người ai đến đây đi chợ đêm nhớ đi sớm nha. Tại vì đi sớm thì mới có chỗ đậu xe. Chợ đêm mùa hè mở cửa hàng tuần thứ 6, thứ 7, chủ nhật đến ngày 18 tháng 9 nha. Bây giờ là mình sẽ đi vô trong Phúc Lộc Thọ nè. Khi mà đi vô đến đây thì mình có cảm giác giống như là đi chợ ở bên Việt Nam vậy đó. Tại vì là vô đây thì đa số toàn là người Việt và nói chuyện tiếp xúc bằng tiếng Việt thôi. Nên là có cảm giác giống như là đang ở Sài Gòn vậy đó. Và trong này có một cửa hàng của sư cô Hoa hậu Bích Liên. Đây là một cửa hàng mỹ phẩm. Sư cô rất là đẹp luôn. Mình đi ra cửa chính nha. Bây giờ là gần 6 giờ chiều nên là cũng hơi vắng. Bên phải đó là sân khấu thì là ban nhạc đang chuẩn bị. Vì chợ đêm 7 giờ mới mở cửa nên là mình đi tìm cái gì ăn trước đã, vì mình cũng đã đói bụng rồi. Và phía trước Phúc Lộc Thọ đây là đường Bôn Sa. Và đối diện Phúc Lộc Thọ thì là có rất là nhiều các tiệm ăn. Và mình hay ăn ở đây đó là tiệm phở Quang Trung nè. Và ở đây đặc biệt là các cửa tiệm thì là đều là tiếng Việt là chủ yếu, nên là cũng rất là dễ đọc và rất là dễ tìm. Ở đây cũng có một cái chợ gọi là chợ Á Đông nữa nè. Mình đi vô tiệm phở nha. Đây là cái menu của tiệm phở. Và cái menu ở đây thì là nó có tiếng Việt và tiếng Anh nên là rất là dễ đọc. Và trên cái menu này thì là đa số là món ăn Việt Nam nên là mọi người sẽ dễ dàng lựa chọn, giống như là có phở nè, rồi có bún riêu, bún bò Huế, gỏi cuốn, cơm sườn, bì chả, đủ mọi loại món luôn. Nhưng mà hôm nay là mình order một tô phở. Đây là tô phở của mình nè. Tô phở này là tô phở đặc biệt, rất là hấp dẫn luôn. Vì là mùa dịch mà ở đây thì mọi người vô rất là đông và không có đeo khẩu trang nên mình cũng rất là sợ. Sau 5 phút thì mình đã đánh chén xong tô phở, xong một chén chè đậu đen và một nốt nhạc, xong hai chén chè luôn. Thế là đã xong hết rồi. Bây giờ mình đi ra để qua Phúc Lộc Thọ đây. Yeah.
Của em ướp gia vị mặn, mặn hay là ngọt vậy? Thank you.
Gõ cửa hàng xóm, gõ hàng xóm tí nữa. Dù người yêu, người thương của mình ra ngoài đây để cùng vui với nhau. Và thưa quý vị, bây giờ thì ban nhạc Suka hơi sợ và Suka đi về. Cảm ơn quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đã theo dõi video của Suka. Suka kính chúc mọi người luôn vui khỏe và vượt qua mùa dịch bệnh này. Và hẹn quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn trong những video mới tiếp theo của Suka nha. Bye bye.